Xin chào bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tới bạn một tựa game chiến tranh không gian. Tựa game có mang tên là Astronet. Thì khi mà thực sự mà tham gia vào giao diện của game này ấy, mình thấy là nó là một cái tựa game mà chiến tranh không gian rất là đẹp đấy, các thứ. Và hiện tại thì mình đang có cái mà download nốt những cái spot cuối cùng của game. Và game này thì có tính năng upload và cũng như là download khá là nhiều để chúng ta có thể theo kịp được những cái không gian vũ trụ và làm lá các thứ. Thì ở đây thì chúng ta có thể là hai chiến thuyền của chúng ta đang bắn nhau ở đây. Và có thể nói là đây là một cái tựa game mà đối với các bạn yêu những cái trò chiến tranh không gian thì có thể download về và trải nghiệm. Mình sẽ ấn vào Start để có thể có các màn trải nghiệm game. Game này thì nó bắt buộc phải kết nối Internet để có thể chơi và kết nối với những người khác. Đầu tiên thì một số cái bàn chơi nó giới thiệu khá nhiều về cái bản tên chọn nhân vật, rồi sau đó là bay đi đến những cái vùng đất khác. Ở đây mình sẽ đang chọn với cái đồ vật Adapter các thứ để có thể để với những vùng đất. Và bây giờ là chiến thuyền của mình sẽ tấn công vào đây. Nhưng các bạn thấy thì thuyền của mình là 39 máu, trong khi đó thì các tiểu đoàn của team kia nó mới chỉ có 12 máu thôi. Nên chỉ cần một tên bắn của mình là xong. Game này nó thuộc thể loại game chiến thuật không gian và sẽ cho chúng ta những cái trải nghiệm và những cái cách chơi nó rất là vui vẻ. Chúng ta sẽ làm những việc như nào? Chúng ta sẽ xây dựng căn cứ, chúng ta sẽ mua thêm phi thuyền, chúng ta sẽ nâng cấp đạn dược để có thể có những cái chiến binh, những chiến hạm cực kỳ khỏe để có thể tiêu diệt và chiếm các hành tinh khác. Theo như mình nghĩ thì nếu mà các bạn là những cái fan hâm mộ về những cái tựa game không gian cũng như là thích chơi và trải nghiệm thì đây là một cái tựa game đáng chơi. Và bây giờ thì mình sẽ chọn ngay cái chế độ. Ngoài ra thì cái thanh vừa xong và cái thanh mà chỉ chế độ mạnh của bạn khi mà tấn công trong cái bàn này. Ấn vào phần menu. Trong cái phần menu thì chúng ta có thể làm được rất nhiều thứ. Chúng ta có thể chọn ra đến những cái tiểu hành tinh để chúng ta có thể tấn công. Đây ví dụ như đây là một cái hành tinh mà chúng ta upgrade. Đây là hành tinh của chúng ta. Upgrade. Có thể nói là cái tiếng này nếu mà các bạn đã từng chơi StarCraft ấy, thì theo như mình thấy thì nó rất là giống. Đấy, thì cái tựa game StarCraft trên máy tính có những cái lời lẽ và những cái nói thấy hình như là nó lấy cái kiểu meta đấy và chuyển vào đây vì thấy nó rất là giống nhau. Đây là trong phần mà chúng ta có thể đi nghiên cứu và tạo ra những cái giống gen, hay là đây là tạo ra những cái thể loại vũ khí. Những vũ khí càng về sau thì càng tối tân và mạnh và tiêu diệt quá nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào chiến hạm để có thể nghiên cứu. Trong cái phần chiến hạm này thì chúng ta sẽ có chuyện là chọn phi cơ này. Ở đây thì mình đang chọn các phi cơ cũng như là nâng cấp ra lại những cái loại đạn mà nó ngon nhất, khỏe nhất, upgrade liên tục luôn để chúng ta có càng ngày càng khỏe. Và nhiệm vụ trong game này nó cũng khá nhiều, khi mà để các bạn có thể trải nghiệm hết thì chúng ta mất tương đối nhiều thời gian. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục đến với cái vùng đất là vùng đất này, mình sẽ chọn Attacker. Rồi thì hầu như theo các trận đánh thì chúng ta hầu như là không phải sử dụng cái gì cả, và nó sẽ đến cái khoảng cách, nếu chuẩn khoảng cách thì nó sẽ tung ra những cái đòn bắn, và nếu mà bắn trượt thì đồng nghĩa với việc là nó cũng mất máu thôi. Bây giờ chúng ta có thể thấy lên đạn bắn súng ra nó bốc hơi luôn. Vâng, mình đã hoàn thành xong một bàn chơi rồi. Và bài hướng dẫn và trải nghiệm tựa game của mình đã kết thúc rồi. Các bạn chơi vui vẻ, xin chào và hẹn gặp lại.